Xin chào mấy anh chị nghe, và xin chào và toàn thể của anh chị em thân mến, và xin chào và YouTuber của Nguyễn Tuấn, một buổi tối và tràn đầy và hạnh phúc bên gia đình và bên người thân và bạn bè và công việc và luôn luôn và thành công. Hôm nay thì em có một đoạn video này thì em cũng gửi đến cho anh mà luật sư Vũ đó. Nhưng mà anh đó là không phải là luật sư Vũ hay không, nhưng mà nếu mà một người mà luật sư á thì người ta không bao giờ người ta đứng lên người ta mà nói mà xúc phạm về quyền con người, quyền cá nhân của người đâu. Người ta sẽ mà hiểu luật, người ta hiểu cái câu chuyện đâu ra đó, đâu là đúng đâu là sai. Người ta không có lên mạng người ta chửi bới đó, những người khác. Bây giờ em cũng có mà đôi lời này em cũng gửi cho đến anh mà luật sư Vũ như thế này. Anh là người luật sư nhưng mà anh không tìm ra nguyên do đúng sự thật về trong câu chuyện thiền âm bên bờ vũ trụ đó. Chờ khi anh đến tận nơi trong thiền âm bên bờ vũ trụ, những các chư thầy trong chổng và những năm đứa trẻ trong chổng coi họ làm sai hay là họ làm đúng, họ làm những gì có sai trái mà hay không với người dân hay không, năm chú tiểu dũng có gì mà đứng lên mà quy video nào đó bức xúc rồi chửi về mà người khác mà hay không đó. Nhưng mà anh là người luật sư nhưng mà anh không hiểu về câu chuyện ra sao đó. Anh làm luật sư nhưng mà anh phải điều tra rõ nguyên do đâu là đúng đâu là sai đó. Mình là người luật sư, mình là người lớn, mình có ăn có học đàng hoàng, nhưng mà mình đi lại phát ngôn ra những mà cái từ ngữ mà y ghen á, là thấy á, miệt thị mà người dân vậy đó. Em thấy á, anh làm như vậy là hoàn toàn nó không có đúng, và cho anh luôn mà luật sư Vũ. Nhưng mà nếu mà một người luật sư đã học luật, hiểu luật, người ta không bao giờ làm chuyện này trên YouTube, người ta không bao giờ làm những chuyện này bao giờ, người ta không bao giờ ghen tị ăn ghen mà nó tức ở trong mà thiệt ông bên bờ vũ trụ. Người ta không có mà ăn ghen tức ở với mà năm đứa trẻ, không có mà nghe lời những mà bọn xấu, những mà mấy người kia. Nhưng mà anh làm luật sư nhưng mà anh lại mà vi phạm, đứng lên anh mà chửi bới cái đồ, chửi người mà người dân cái đồ, anh nói là người dân của chúng tôi thì học mà giá kiến thức kém. Em xin lỗi anh mà luật sư Dũng, tuy em là học thức kém nhưng mà em không có mà hậu đồ như anh, em không có làm chuyện những gì mà hậu đồ nhanh nó đứng lên mà chửi người khác. Tuy em là người dân nào lao động chân tay thôi, lao động chân tay bằng đầu óc, bằng đôi chân chân tay nè, nhưng mà tìm hiểu đúng nguyên do cái nào đúng và cái nào sai rồi em mới nói. Không phải mà như anh, không phải mà như anh mà chưa tìm hiểu được nguyên do mà như thế nào anh dám đứng lên và anh mà xúc phạm mà người khác đó. Như vậy là đúng mà hay sai anh đó. Như mà mình là người mà làm mà luật sư nhưng mà mình phải có mà cái quyền cái trách nhiệm là người luật, mình phải có người mà trách nhiệm mình làm chuyện đúng, nói đúng và quyết bài đúng, bảo vệ quyền trẻ em đó. Quyền trẻ em là được quyền là bảo vệ toàn quốc và toàn thế giới, quyền trẻ em và quyền mà con người á, quyền con người. Nhưng mà anh vi phạm về mà quyền con người luôn nè, anh đứng lên mà xúc phạm danh dự, nhân phẩm, nhân cách của người ta, bôi xấu anh mà bôi mà chét chấu trên mặt người ta. Như vậy là anh vi phạm về quyền con người cá nhân của người ta. Anh á, đứng lên anh hãy qua nó suy nghĩ lại những gì mà lời nói anh nói và anh đứng lên nói như thế nào.
như anh phải đừng có làm mà luật sư nữa, em hiển nữa, anh mà mang mà cái tên mà luật sư Vũ, nhưng mà em thấy anh không có đáng mặt mà làm mà luật sư luôn, vậy anh mà về nhà thì anh đi mà nó trồng heo, anh đi mà nuôi nuôi heo cho rồi đúng không? Anh về nhà anh đi nuôi heo luôn đi cho rồi, em hẳn luôn với anh chứ anh đừng làm mà luật sư. Người ta luật sư mà người ta không bao giờ người ta đứng lên người ta mà xúc phạm chửi mà người dân, người ta không bao giờ nói những cái gì người dân ta như thế nào. Như vậy mới đúng là luật sư. Cái này mà anh mà luật sư mà anh đứng lên mà anh chửi người ta, anh xúc phạm người ta, như vậy là anh như mà nó thế nào? Trong đoạn video này á, em không bao giờ em chửi anh, nhưng mà em nhắc nhở anh và em cũng khuyên anh rằng đừng vì nghe lời một đoạn video nào đó của bất cứ ai và đừng có mà đi theo mà một vết xe đổ của ai đó. Hiện bây giờ mình hãy dừng lại một điểm nào đó, dừng lại một điểm nào đó, mình biết cái mà cảm nhận của người ta như thế nào trong thiện âm bên bờ vũ trụ. Nhưng mà em nói trong thiện âm bên bờ vũ trụ, nhưng mà người ta không bao giờ làm những chuyện gì quầy sai trái. Nếu mà người ta làm chuyện gì sai trái, đã có cơ quan chức năng người ta vào người ta mà điều tra rồi, người ta cho đi rồi lâu rồi, không phải như mà thiện âm bên bờ vũ trụ hiện bây giờ đang mà ở như vậy mà hoài đâu. Đó. Nếu mà thiện âm bên bờ vũ trụ làm sai, hiện bây giờ tại sao mà có người đi lại thăm rồi cho tiền rồi cho quà người ta mà thương năng yêu những mà năm đứa trẻ đó làm gì mà đúng không? Hiện bây giờ nè, trong thiện âm bên bờ vũ trụ nhận được hai bé mà sơ sinh, hiện bây giờ các mà Nico và những các thầy em dũng người ta cho ăn cháo sữa, cho uống sữa, mặc đồ đẹp, có khi người ta sợ mà nói trời lạnh đó. Trừ khi sợ trời lạnh người ta còn bao phủ bao trùm bao thương yêu cho hai đứa bé đó rất là nó an toàn đó. Nhưng mà có nhiều người những mà cái thành phần khác luôn nè, bây giờ là em cũng nói cho những mà mấy người đó nghe luôn, có những mà ngoài thành phần khác người ta đã nhận được hai bé sơ sinh, người ta đã đăng lên trang YouTube, người ta đăng lên mạng, người ta quay rõ ràng, người ta đó có trình báo về mà cơ quan chức năng người ta mới dám nhận. Nhưng mà có mà một số nhiều người đó, nhưng mà cũng giống danh nè, nói ta là buôn bán cho em rồi á, còn nói ta là con đó là của một con của mà các nghi cô trong chổng. Như vậy em hỏi anh nè, đó. Anh là người mà luật sư đi, anh hiểu những mà mấy người đó nói như thế nào. Theo anh đã là người mà luật sư bị mà tội mà vu khống như vậy rồi, anh có tức không? Anh bị người ta mà vu khống như vậy, nói quan như vậy, anh có tức không? Anh có dám đứng lên và anh có nói chuyện ra không? Nhưng mà người tu không bao giờ người ta đi mà nói sân si những gì qua trên mạng, người ta không bao giờ người ta để trong lòng những cái gì đó. Người ta tu tâm dưỡng tánh, nhưng mà người người ta làm sai có hai bên tay giác người ta làm chứng đó. Trời phạt biết họ sai họ gánh họ lấy được cái hậu quả, nhưng mà nếu mà họ không sai thì họ được mà thêm mà một cái đức đó. Nhưng mà có một câu nói mà nói như thế này, nhưng mà em cũng gửi cho anh mà luật sư Vũ luôn nha, có một câu nói như thế này đó. Hành giả tự hành, nhân giả tự nhân đó. Hành giả tự thanh, nhân giả tự nhân. Mình làm việc đúng, chuyện đúng không bao giờ sợ,
người làm ngay thẳng không bao giờ là nó sợ là nó chết đứng đó. Người làm ngay thẳng không bao giờ là sợ mà chết đứng, thiệt luôn, không bao giờ sợ chết đứng. Em mà nó chuyển nhanh mà nãy giờ mà em không mà bị mà nó cà lắm thì tại vì là bức xúc quá, bức xúc dữ lắm luôn đó, là em nói cho anh luôn. Mình là người mà luật sư nhưng mà mình đi lại mà mình đi mà xúc phạm người ta làm gì, mình làm những chuyện gì có ích cho xã hội và mình làm những chuyện gì có đúng cho mà pháp luật Việt Nam. Em cũng yêu cầu anh dừng lại những cái gì hiện bây giờ anh đang làm và anh hãy dừng lại những gì mà anh mà đừng moi móc trong thiện âm bên bờ vũ trụ để cho họ và được và yên tĩnh đi. Những người nào á nói á thiện âm bên bờ vũ trụ buôn bán mà chị em á ha, cái thứ nhất hòa tội mà vu khống á, có khi á trong thiện âm bên bờ vũ trụ á họ mà quay lại á, họ làm đơn á, rồi họ mà hứa một cái ha, rồi lúc đó thì á, nói sao mà xui, nói thẳng luôn á, mình là làm trang mà kênh YouTuber, mình làm những điều gì mà nó xôn xạch, làm những điều gì nó cho nó mà thông minh chút xíu, không phải mà đứng lên mà thấy mà đi mà thấy chuyện mà gia đình của người ta phải không, cái đầu đứng lên á moi móc xuyên tạc gia đình đó đó làm chuyện gì đó nó mờ ám rồi đó, nó không có đúng nó cái độ nó nghe theo cái độ nó đi về nhà cái độ nó nói trong gia đình đó xong rồi á đi mà nói cho những mấy người khác á gia đình của nó đó, làm gì không đúng hả mày, như vậy con người á hoàn toàn là nó xấu, con người như vậy là nó không bao giờ là nó tốt, nó hẳn luôn vậy. Trong đoạn video này em không bao giờ em chửi anh, em không bao giờ xúc phạm anh, nhưng mà chỉ và nhắc nhở cho anh quay đầu là bờ còn kịp. Bây giờ mình máy bay mấy bạn, chúc mấy bạn mình một buổi tối và tràn đầy và hạnh phúc và bên gia đình và bên người thân, và em chào chị và Niu Châu, chào mà anh Hoàng Đại, chào mà anh mà Nabi, cũng cảm ơn và những mà ngày qua thì anh Hoàng Đại với mà anh mà Nabi thì cũng chị Như Châu đã và ủng hộ cho em và em cũng chân thành và em cũng cảm ơn ạ. Mấy bạn anh chị nếu nếu mà thấy hay thì chia sẻ cho em ha và bấm nút vào và đăng ký hả, bé phải vậy.